chị Vân. Chị Vân là người Hà Nội đúng không? Đúng rồi. Chị bán mê đến mấy giờ đêm ạ? Bán đến 12 giờ 1 giờ. Nhưng mà chị có những món ăn gì Hà Nội? Nhiều món lắm. Nói chung là chuyên vị Bắc. Bún chả Hà Nội, bún chả Hà Nội, phở Hà Nội. Hay nhỉ. Thế chị buổi sáng chị bán từ mấy giờ? Sáng từ 6 giờ sáng. Và đêm thì mấy giờ ạ? Thank you.